Vâng và hiện tại thì bây giờ đang là buổi trưa của ngày 14 tháng 1 năm 2023 Và buổi tối ngày hôm qua thì mình cũng có hẹn với một người là trưa ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên phân tích ở vị trí đường cầu sông thủ Lô Cùng với một số cặp trên hai để cho một người tham khảo tại buổi chiều của ngày hôm nay Và ngày hôm qua trên kênh chúng ta cũng chiến thắng được ở vị trí đường cầu Bạch Thủ đề là con số 62 Cũng như vị trí của sông thủ Lô là con số 18 Anh em nào mà chưa theo dõi được thì một người có thể là quay trở lại với kênh của mình ngày hôm qua ở vị trí cầu đề trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng có lên cho anh em những con số ở buổi tối ngày hôm qua rồi. Mọi người có thể là quay trở lại với kênh chính của mình là kênh cầu đèn siêu led để anh em tham khảo còn với cái video này thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ trực tiếp cho anh em ở vị trí đường cầu lô và đường cầu riêng thì đầu tiên là về cái vị trí của đường cầu lô thì ngày hôm qua chúng ta chiến thắng được đối với chính là vị trí con số 18 đây là một cái đường cầu cực kỳ đơn giản và hiệu quả nó nằm ở hai con số đầu tiên của vị trí thể đặc biệt buổi trưa ngày hôm qua mình phân tích cho anh em khá là kỹ về cái đường cầu này rồi và bằng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì cũng đã trả về chúng ta là số 18 ở đây rồi thì bây giờ tiếp tục thì mình sẽ phân tích cho anh em ở vị trí đường cầu này. Thì à, ngay buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái cặp sông thủ lô đầu tiên. Và kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì cũng đã có mình đã để ở trước màn ảnh rồi. Thì chúng ta lựa chọn là hai con số đầu nằm trong uh, vị trí giải đặc biệt. Thì nó sẽ có cho anh em là con số là song thủ lô là 6006. Đó. Vậy là cặp song thủ lô trong buổi chiều ngày hôm nay thì mọi người có thể tham khảo cho mình đó chính là cặp 6006. Rồi thì nhìn qua một chút về cặp số này anh em nhé thì hiện tại thì không sử dụng không thì tổng lượt về của nó một tháng gần đây nó là 19 lượt nó cũng rơi vào cái tỷ lệ tầm 2 phần 3 tiếp tục một cái điểm nữa là cái cặp số này thì ngày hôm qua thì cũng đã xuất hiện là con số 60 rồi và ngày hôm kia ngày hôm kia là cái cái ngày 11 của tháng 1 nó cũng đã ra con số 60 để về đưa ra những cái phần kết hơn ấy thì cá nhân của mình mình đang kết cho anh em về con số 06 hơn đó bởi vì cái ngày hôm qua là cái đầu không thì nó đang bị câm nên chính như vậy thì mọi người cũng có thể tham khảo cho mình là về vị trí bạch thủ cho cặp số này là con số 06 rồi đây là cái cặp số thứ nhất mọi người có thể lưu lại cho mình tiếp tục thì mình sẽ phân tích cho anh em một vị trí đường cầu nữa cũng cực kỳ là hay đây là một cái, cái sự kết hợp của giải tư và giải năm đầu tiên tại giải tư mọi người lựa chọn cho mình là con số đầu của bộ số thứ hai cái vị trí này xuất hiện cho anh em là con số 3 Tiếp tục xuống giải năm thì cũng lựa chọn cho mình là con số đầu của bộ số thứ hai, nó sẽ lại cho anh em là số 7. Và kết hợp với nhau chúng ta có cặp là 373. thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua thì cũng đã trả về chúng ta là con số 73 ở đây. Hai con trả về một. Nói chung là hai con trả về một chúng ta đánh cân tiền, ví dụ anh em đánh mỗi con khoảng độ 50 điểm, 100 điểm, thậm chí 200, 300 điểm. Chúng ta chiến thắng một, chúng ta vẫn chiến thắng bình thường mọi người nhé. Rồi thì bây tiếp tục mình sẽ phân tích vẫn tại vị trí đường cầu này ở bảng kết quả mở thường ngày hôm qua cho buổi chiều ngày hôm nay. Rồi giải tư chúng ta đã có đây, giải năm chúng ta cũng đã có đây rồi. Giải tư chúng ta lựa chọn được con số đầu của bộ số thứ hai, giải năm thì cũng tương tự vậy. Bên trên giải tư xuất hiện con số 7 cho anh em này, bên dưới giải năm xuất hiện con số 2 cho anh em. Rồi bên chúng ta kết hợp với nhau. Đây, đẩy một chút này. Rồi, chúng ta kết hợp với nhau. Rồi chúng ta có cho mình vị trí của 7227. Đó vậy cặp song thủ lô thứ hai cho buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có cặp 727. Đánh giá qua một chút về cặp số này nhá. Thì hiện tại 727 thì nó ra là 17 lượt trên 30 gần đây. Nó ít hơn hai lượt về của cặp 060. Và cái cặp số này thì ngày ra gần nhất đó chính là ngày mùng 9 tháng 1 thì nó ra là con số 27. Và đầu 2 thì ngày hôm qua cũng là một đầu nó bị câm nên chính vì vậy thì anh em cũng có thể lựa chọn cho mình là con số 27 bạch thủ cho cái vị trí của cặp số này. Đó. Bây giờ mình sẽ có hai cái phương pháp chơi cho anh em như sau. Anh em làm ít vốn mà đang kết vào cặp 060 thì mọi người lựa chọn cho mình là bạch thủ 06. Tiếp tục về cặp 272 thì những anh em làm ít vốn được chưa? Nói anh em ít vốn này. Anh em lựa chọn một con số thôi thì mọi người có thể lựa chọn cho mình là con số 27. Đó là với nhìn nhận của quan điểm của cá nhân mình và cá nhân mình sẽ đưa cho anh em những cái phương pháp chơi như vậy. Và cũng còn một cái vấn đề nữa. Đó chính là về những cái cặp xiên 2. Thì về về giữa cặp xiên 2 thì mình sẽ gửi đến mọi người bốn cặp. Đầu tiên là con số 06 mọi người kết hợp cho mình con số 27 và con số 60 mọi người kết hợp cho mình con số 27. Đây là hai cặp số kết đầu tiên. Những anh em nào mà chơi riêng về xiên nhá thì mọi người có thể lưu lại cho mình hai cặp số này cực kỳ là kết đó anh em tập trung cho mình hai cặp số này đó xiên hai thì mình sẽ tối giản cho anh em chỉ còn hai số này thôi còn nếu mà anh em muốn đánh cả cặp cho mình bốn cặp ấy thì anh em có thể kết hợp cho mình là gì 0672 và 6072 đó cực kỳ đơn giản thôi và tất cả anh em nào mua buổi chiều ngày hôm nay anh em chưa có số chơi đó là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai là mọi người đang xa bờ đang thua tha lợ lần hay là cái phương pháp chơi của anh em chưa hiệu quả anh em chưa biết vào những con số nào cho buổi chiều ngày hôm nay chưa biết đánh ra sao và chưa biết vào bao nhiêu tiền thì anh em liên hệ trực tiếp đến zalo cho mình mình sẽ vẫn luôn luôn đồng hành cùng anh em đến lúc nào hội đồng số số nghỉ tết thì thôi đó zalo của mình là 0379 419 207. để tiện làm việc tất cả mọi người nhất thì mình chỉ dùng một số zalo này và hỗ trợ cho anh em 100% là phí sau giờ quay tất cả mọi con số và nếu không dùng zalo thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại cho mình đều được đó. Anh em lên nhớ cho mình một lần nữa mình xin đọc lại số Zalo và số điện thoại của mình là 0379419207 hỗ trợ anh em 100% phí sau giờ quay. Ok. Và đó là tất cả những cái nhấn mạnh cho anh em tại buổi chiều của ngày hôm nay. Và thời lượng của video mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người xem video vui vẻ vào buổi chiều ngày mai tháng lớn. Hẹn mọi người ở bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay. Chào tất cả anh em nhé.